Hương Giang chính thức lên tiếng về tin đồn được bạn trai ngoại quốc cầu hôn. Cách đây ít giờ, những hình ảnh được đăng tải trên một trang chuyên về chuyện showbiz cho rằng Hương Giang đã được bạn trai cầu hôn sau sự kiện tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam vừa qua. Hình ảnh ghi lại cho thấy dù không có nến và khung cảnh lãng mạn, nhưng khoảnh khắc thân thiết của cả hai vẫn đủ khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn về mối quan hệ thực sự của Hương Giang và bạn trai bí mật. Theo tìm hiểu, anh chàng này vốn là một diễn viên, người mẫu là hai dòng máu Thái Trung, có tên Jack Su, từng tham gia The Face Man Thái Lan mùa 1 và là học trò của huấn luyện viên Lucas. Bạn trai của Hương Giang đã quỳ gối cầu hôn và người đẹp cũng vô cùng hạnh phúc vì điều này. Được biết, Hương Giang nhận được bó hoa từ bạn trai tin đồn sau lời cầu hôn. Tuy nhiên, đứng trước tin đồn rầm rộ trên các trang mạng xã hội, mới đây, Hương Giang cũng lần đầu tiên lên tiếng về tin đồn này. Cô khẳng định đây không phải là sự thật. Người đẹp nói, em đang shooting cho nhãn hàng, không biết chuyện gì xảy ra. Người nước ngoài lịch sự, thấy diễn vừa đế xong, họ tặng hoa chúc mừng mọi người ơi. Có chiếc nhẫn nào đâu sao mà cưới được, tội em. Theo như Hương Giang chia sẻ, khi xuất hiện chung trên thảm đỏ sự kiện tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam vừa qua, người bạn diễn này đã tặng hoa cho Hương Giang. Theo Hương Giang, bó hoa mà cô nhận được từ Jack chỉ là món quà mà anh dành tặng cho cô sau phần biểu diễn tại một sự kiện gần đây. Người đẹp cũng cho biết cô và Jack chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, hoàn toàn không có chuyện cầu hôn như tin đồn. Cả hai cùng sánh đôi trên thảm đỏ Việt Nam International Fashion Week 2018. Choáng váng trước cuộc sống hiện tại của Hương Giang Idol sau 3 tháng đăng quang Hoa hậu chuyển giới. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Thái Lan, Hương Giang trở thành cái tên gây chú ý và được nhiều khán giả yêu mến nhất nhì Vbiz. Hoa hậu Hương Giang đã có một cuộc cách mạng về cuộc sống cũng như thăng tiến hơn trong sự nghiệp sau hơn 3 tháng đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, cái tên Hương Giang đang làm nóng trên các phương tiện truyền thông. Mọi hoạt động của Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 luôn đón nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Đặc biệt là những khán giả Việt Nam, những ai yêu mến Hương Giang Idol, bởi lần đầu tiên Việt Nam đăng quang ngôi vị cao nhất một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế. Nếu để ý kỹ sẽ thấy kể từ khi đăng quang Hoa hậu, Hương Giang đã có một cuộc cách mạng về cuộc sống cũng như thăng tiến hơn trong sự nghiệp của mình. Trên trang cá nhân, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang chia sẻ đoạn video cô tậu thêm xế hộp tiền tỷ. Được biết, chiếc xe mới của Hương Giang có giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng. Trước đó, Hương Giang đã sở hữu cho bản thân hai chiếc xe hơi tiền tỷ khác. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Thái Lan, Hương Giang trở thành cái tên gây chú ý và được nhiều khán giả yêu mến nhất nhì Vbiz. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, mọi nhất cử nhất động của cô đều khiến fan quan tâm. Mới đây, Hương Giang còn khai trương cơ sở kinh doanh làm đẹp. Đáng chú ý, sự kiện ra mắt cửa hàng do cô làm chủ cũng quy tụ nhiều người bạn thân thiết của cô như Đàm Vĩnh Hưng, chị em Lưu Thiên Hương, Lưu Hương Giang, Khả Ngân. Bên cạnh các lịch trình cá nhân, Hương Giang cũng gây chú ý khi kết hợp cùng Trường Giang trong game show Khi đàn ông mang bầu. Tính cách thân thiện, vui vẻ, lầy lội nhưng không kém phần tham vọng, hết mình trong các thử thách khiến fan càng thêm yêu mến Hương Giang. Mới đây, Hương Giang lại tiếp tục đồng hành cùng nhà thiết kế Đỗ Long lựa chọn những gương mặt sáng giá cho show diễn sắp tới mà bản thân cô nàng cũng được trình diễn trong vị trí vedette. Nói về lý do lựa chọn Hương Giang cho show diễn đặc biệt này, Đỗ Long khẳng định anh không mời Hương Giang vì danh hiệu. Trước khi Hương Giang đăng quang Hoa hậu, tôi từng có cơ hội làm việc và lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Để có thể chạm được vinh quang, Hương Giang đã phải nỗ lực hết mình, chiến đấu để sống lại lần nữa với giới tính mà cô mong ước. Sẽ không có cô gái nào phù hợp với tinh thần life như Hương Giang. Choáng váng khi biết thực đơn hàng ngày của Hoa hậu Hương Giang, không thể tin được. Được sinh ra với giới tính nam và chiều cao nổi trội, thế nhưng cân nặng của Hương Giang Idol trong suốt quá trình từ khi trưởng thành đến tận bây giờ được duy trì trên dưới 47kg. Có mặt tại một sự kiện, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 trở thành tiêu điểm chú ý bởi vẻ ngoài vô cùng mảnh mai, xinh đẹp. Được biết dù bận rộn, người đẹp chính ít vẫn dành thời gian để tham gia nhằm thu nhận được nhiều kiến thức về lĩnh vực làm đẹp. Với cô, nhan sắc là yếu tố quan trọng giúp phụ nữ thêm phần tự tin và vóc dáng là một trong những yếu tố hàng đầu. Đúng như câu nói, nhất dáng, nhì da. Từ sau cuộc thi Việt Nam Idol 2012 đến nay, đặc biệt là khi lên ngôi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang càng muốn mình có được vẻ đẹp mỏng manh sương khói như các sao nữ Hàn Quốc nên cũng cố gắng giảm cân. Giọng ca Mùa ta đã yêu cũng không ngại ngần tiết lộ rằng cô đã từng trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Chính vì thế, việc lựa chọn phương pháp ăn kiêng còn cần phải đảm bảo cho sức khỏe. Theo chia sẻ của người đẹp,
Vì tính chất công việc bận rộn, cô không có quá nhiều thời gian để đến các phòng gym luyện tập, nên việc quan trọng nhất chính là theo dõi thực đơn ăn hàng ngày cùng phương pháp làm đẹp công nghệ cao. Cân nặng của Giang được duy trì là 47kg. Hiện tại Giang có thể ăn thức ăn cung cấp đạm và rau quả, tuyệt đối không ăn tinh bột. Thực ra không phải ăn kiêng khem là cơ thể sẽ không có sức. Giang ăn rất nhiều rau củ quả và đạm từ thịt, cá, trứng, gà. Chế độ ăn của Giang vẫn rất khoa học nên có thể vừa giữ dáng mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Cô nói, thực đơn mỗi ngày của Hương Giang áp dụng hiện tại khiến ai cũng nể phục. Như buổi sáng cô chỉ ăn một quả trứng, một dĩa salad và một ly nước lọc. Buổi trưa cô ăn cá hồi hoặc những loại cá ít béo, cũng dùng ly nước lọc. Riêng buổi tối Hương Giang Idol ra quy tắc chỉ ăn trước 7 giờ tối, thường là nửa miếng ức gà luộc, uống ly nước cam và ăn ít trái cây. Đó là chưa kể những dịp cần ép cân như lúc đi thi nhan sắc ở Thái Lan. Mỗi buổi cô chỉ ăn một quả trứng luộc và uống nước, thỉnh thoảng ăn thêm rau quả. Dù vất vả nhưng vì sắp tới đây, ngoài là gương mặt đại diện cho nhiều hoạt động xã hội, thì Hương Giang Idol cũng là gương mặt đại diện cho chương trình Hoa hậu chuyển giới Việt Nam sắp được triển khai, nên việc giữ gìn hình ảnh với Hương Giang được cô đưa lên hàng đầu. Giữ đúng lời hứa, Hoa hậu Hương Giang thực hiện việc làm ý nghĩa đầu tiên cho cộng đồng LGBT. Sau khi đăng quang, không chỉ lắng nghe những trăn trở từ cộng đồng, Hoa hậu Hương Giang còn khởi động chiến dịch ủng hộ luật chuyển đổi giới. Với mong muốn hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho những người có cùng cảnh ngộ, Hoa hậu Hương Giang đã chính thức khởi động chiến dịch ủng hộ luật chuyển đổi giới tại Việt Nam. Mới đây, mỹ nhân này đã hồi đáp công chúng kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 bằng việc chính thức khởi động chiến dịch ủng hộ luật chuyển đổi giới tại Việt Nam. Đây được coi là một phát pháo đầu tiên dành quyền lợi cho những người thuộc cộng đồng LGBT. Vừa xuất hiện trong chương trình giao lưu lắng nghe người chuyển giới, người đẹp đã chia sẻ câu chuyện của mình và những mong mỏi từ bản thân tới cộng đồng. Hương Giang đã lên kế hoạch, bắt tay vào thực hiện những dự án và với danh hiệu mà mỹ nhân đạt được sẽ là sức mạnh để bảo vệ người chuyển giới tại Việt Nam. Cũng tại sự kiện, Hương Giang cũng bắt đầu chiến dịch thu thập chữ ký từ cộng đồng để gửi thư ngỏ tới Bộ Y tế và Quốc hội. Với kế hoạch này, năng hậu cũng như cộng đồng người chuyển giới sẽ có dịp bày tỏ những trăn trở và khó khăn, cùng đó là nguyện vọng để gửi đến Bộ Y tế sớm trình dự thảo luật chuyển đổi giới tính lên Chính phủ và Quốc hội. Cô và cộng đồng mong rằng với những nỗi niềm khao khát này sẽ được đại biểu Quốc hội sớm thông qua luật vào năm 2019 để người chuyển giới Việt Nam được sống và đối xử bình đẳng như bao công dân khác. Xa hơn nữa, đó là góc nhìn thiện cảm và bao dung hơn từ xã hội. Tôi muốn dùng danh hiệu Hoa hậu để bảo vệ người chuyển giới. Tôi dùng vương miện để cộng đồng có cái nhìn cởi mở, bất kỳ thị về người chuyển giới. Tôi muốn mọi người cho người chuyển giới một cơ hội để được làm việc như những người bình thường. Cho người chuyển giới Việt Nam một cơ hội, một cách bình đẳng để có công việc và cuộc sống tốt hơn, Hương Giang bày tỏ. Không chỉ chia sẻ câu chuyện bản thân như một nguồn cảm hứng, động lực gửi đến những người có chung hoàn cảnh, Hương Giang còn giải bày nguyện vọng muốn tạo nên một cái nhìn khoan dung và tích cực hơn về những người chuyển giới Việt Nam. Cô còn thổ lộ sẽ lập nên dự án thu thập nhiều chữ ký như một cách để tích góp sức mạnh từ cộng đồng để gửi đến Bộ Y tế sớm trình dự thảo luật chuyển đổi giới tính lên Chính phủ và Quốc hội. Với mong muốn sẽ được xác nhận, Hương Giang muốn cộng đồng được sống và đối xử như những công dân bình thường khác mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Hương Giang, Phạm Hương thân thiết bất thường sau nghi án chơi xấu. Cả hai cô gái cười nói vui vẻ với nhau trước giờ biểu diễn, đập tan tin đồn Phạm Hương chơi xấu đồng nghiệp tại sự kiện trước đó. Thay vì cùng Phạm Hương xuất hiện ở vị trí vedette thì Hương Giang lại vắng mặt một cách khó hiểu. Tối ngày 30 tháng 6, đêm diễn thời trang của nhà thiết kế Hà Duy đã được diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Theo đó, rất nhiều mỹ nhân Việt cùng các chân dài làng mốt đều tụ hợp về trong sự kiện đặc biệt này. Hơn hết, đây là lần đầu tiên Hương Giang và Phạm Hương tái ngộ cùng nhau sau nghi vấn chơi xấu cách đây vài ngày. Được biết, cả hai sẽ cùng làm vedette tại đêm diễn và điều này làm cho khán giả rất mong chờ phần trình diễn song song của họ. Đến phút cuối cùng, người hâm mộ lại ngỡ ngàng khi thấy Phạm Hương tiếp tục xuất hiện một mình, Hương Giang lại vắng bóng một cách khó hiểu. Rất nhiều câu hỏi tiếp tục được đặt ra cho mối quan hệ của họ. Để không phải khiến khán giả chờ đợi lâu, từ phía ekip đã lên tiếng về sự việc đáng tiếc này. Theo đó, Hương Giang đã đến chụp ảnh tại thảm đỏ và vào bên trong hậu trường để chuẩn bị mọi thứ. Tuy nhiên, về phía ekip đã không ai nhắc nhở giờ biểu diễn của cô, khiến cho người đẹp bị lỡ giờ bước lên sân khấu. Mọi thứ không hề liên quan đến mối quan hệ giữa cô và Phạm Hương. Trước giờ gờ, hai người đẹp còn nói cười khá thân thiết. Khoảnh khắc này đủ để xóa tan mọi tin đồn bất hòa với nhau. Mới đây trong show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long, rộ nghi án Phạm Hương lấy tay che chắn không cho Hương Giang đứng ngang hàng. Điều này càng khiến công chúng vô cùng thắc mắc về mối quan hệ của hai người đẹp đình đám showbiz Việt.